Thì restyle. Chuyền bóng xong, bứt tốc rất tốc độ ở hành lang cánh phải. Đường chuyền một chạm của Trịnh Văn Thái. Làm gì đây? Đảo chân. Dứt điểm. Vào. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Hôm nay mình có hẹn tham gia giải bóng đá tứ hùng dây chằng nhân tạo mở rộng Cup Last lần 1 năm 2023. Và đội của mình có tên là Last FC. LARS có nghĩa là dây chằng nhân tạo đó nha anh em. Cúp tứ hùng thì chỉ có 4 đội thôi, đội mình là chủ nhà rồi. 3 đội còn lại gồm có Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Nguyễn Chí Phương và dây chằng tự thân. Cúp tứ hùng lần này là giải đấu sân 7 do bác sĩ Trần Anh Vũ, phó giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và thương hiệu LAS phối hợp cùng dấu ấn sân cỏ, tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh cho anh em cầu thủ từng mỗi dây chằng trước đây có điều kiện trở lại sân cỏ. Nãy giờ giới thiệu về giải đấu nhiều rồi, giờ thì giới thiệu đội mình thôi. LAS FC của mình hôm nay gồm có mình, anh Sĩ K34, Diệu Minh, Trịnh Văn Thái, Khương Lewis là những người đã từng mỗi dây chằng nhân tạo trước đây. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ một số anh em thân thiết của mình như Kim Messi, Cù Coutinho, Khoa Thầy Giáo, Phan Vũ, bác sĩ Dưỡng và Lê Nguyễn. Những anh em đó là không có mỗi dây chằng. Vì thật ra số lượng người mỗi dây chằng nhân tạo mà đi đá bóng á, thì cũng dạng là hiếm chứ không có nhiều. Có Mai Thành Danh Toại và Sanchez Cà Mau là hai siêu phủi cũng đã từng mỗi dây chằng nhân tạo rồi, mà kẹt đá những giải lớn ở tỉnh khác nên không tham gia giải này được, hơi tiếc. Nhưng thôi không sao nè, với lực lượng hiện tại chắc là đủ chơi rồi. Nãy giờ là những hình ảnh của buổi khai mạc giải và giờ thì chuẩn bị bắt đầu trận đấu thôi. À quên nữa, giải đấu này mình có làm một talk show ngắn về chấn thương với sự đồng hành của thương hiệu Tendoratis và sản phẩm Hyosoc. Ai quan tâm đến talk show ấy thì có thể chờ xem trên TikTok của Tendoratis nha. Và ở sân thi đấu số 1, trận đấu mà chúng ta đang được theo dõi là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Blast và Tâm Anh Hospital. Và như vậy là một trận đấu đã được bắt đầu. Blast FC bên phía mình xét về lực lượng là mạnh hơn rất nhiều so với Bệnh viện Tâm Anh, nên không có gì bất ngờ khi đội mình đã có những cú dứt điểm nguy hiểm ngay từ những phút đầu tiên. Và người suýt có bàn thắng trong tình huống này đó là Trịnh Văn Thái, cầu thủ sinh năm 1995, quê ở Bình Phước. Tiếp theo đó là cú vô lê của Lê Nguyễn, một người em của mình đến từ mảnh đất Sông Cầu, 78 Phú Yên. Với rất đông những quan chức cấp cao tham dự. Và tỷ số được mở 1-0 dành cho LAS. Phan Văn Vũ đã có một pha thoát đi khá hay. Anh đã thoát khỏi sự đeo kèm của các trung vệ bên phía Tâm Anh Hospital và mở tỷ số trận đấu này. Phan Văn Vũ chắc không xa lạ gì với anh em đâu nhỉ. Cầu thủ sinh năm 1997 từng xuất hiện rất nhiều lần trên kênh của mình với nickname Vũ Ronaldo. Sẽ là một thử thách dành cho thủ môn của LAS. Đó là một cú đá rất căng. Và thủ môn của LAS đã phải tung người để cản phá. Bệnh viện Tâm Anh sau đó có vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Và dĩ nhiên không thể đợi lâu hơn cho bàn thắng thứ hai dành cho các thủ áo cam. Trước những đường truyền thẳng xuống đáy biên, chẳng hạn như là bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này của LAS, đó là một đường truyền của Phan Thanh Sĩ. Thì restyle rất hay, vẫn còn rất nỗ lực và bàn thắng thứ hai dành cho LAS. Wow, chỉ mới 7 phút thôi mà Phan Vũ đã có hai bàn thắng cho riêng mình. Anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh nha. Văn Quyết vẫn là một trong những điểm đến của những đường tấn công bên phía Tâm Anh Hospital. Và ở trong trận đấu ngày hôm nay thì số 10 đã có một cú sút đầy nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Lê Quốc Cường. Tiếp tục là những đường lên bóng của LAS. Rất vừa tầm, dứt điểm ngay. Một tình huống đốt lưới nhà rất đáng tiếc. Dù rằng cầu thủ mang áo số 17 Trịnh Văn Thái đã không mở một tư thế dứt điểm tốt, anh đã bị trợt chân. Theo ghi nhận của trọng tài thì đây là bàn thắng cho Trịnh Văn Thái. Sau khi ghi 3 bàn chỉ trong 9 phút, tưởng chừng như đây là một trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ LAS FC. Nhưng một số sự thay đổi về nhân sự và sự mất tập trung, tình hình trận đấu sau đó có sự thay đổi chóng mặt. Cần ăn! Không được! Đó là một tình huống mà Chí Tuệ đã quyết định tung ra một cú đá bằng chân trái khá căng. Quả đá phạt góc đầu tiên dành cho các cầu thủ Tâm Anh Hospital. Phan Thành Minh rất khéo. Thành Minh! Vào! Thành Minh vào sân và anh ngay lập tức, thưa các bạn, là số 8 đã ngay lập tức tỏa sáng với một cú đá quá tốt. Vẫn đang có tỷ số là 0-0.
Tiếp tục là một đường truyền tốt dành cho Trí Tuệ. Và lần này Trí Tuệ đã lập công với một tình huống dứt điểm bằng bóng ngoài đẳng cấp. Đó là một bàn thắng rất đẹp. Ở trận đấu khai màn diễn ra ở sân số 1 vẫn đang là một cơn mưa bàn thắng, khi lúc này cả hai đội đã tạo ra 5 bàn. Đây là một con số thể hiện hai đội bóng đang có một lối chơi cởi mở và đã đang tổ chức một thế trận đôi công. Trần Tuấn Kiệt, một pha chọc khe khá tốt. Và như vậy là đã có bàn quân bình điểm số 3 đều. Thêm một sai lầm của các cầu thủ Las. Trận đấu vô cùng hấp dẫn. Nhưng trình độ của anh em bên phía đội mình là cao hơn hẳn so với bệnh viện Tâm Anh. Nên ngay sau đó, Las FC lại tiếp tục có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đánh đâu! Tỷ số được đưa lên là 4-3. Đó là một tình huống mà Trịnh Văn Thái đã có một ánh nhìn với người đồng đội của anh. Chỉ mới hiệp thi đấu đầu tiên thôi, chúng ta đã chứng kiến 7 bàn thắng. Xuất xa và đá chân của Văn Vũ. Và buổi sáng ngày hôm nay đến tham dự thì cũng có rất đông những đại biểu cấp cao đến từ các bệnh viện và các đơn vị tài trợ. Một pha dứt điểm khá căng của số 63. Lúc này bên ngoài sân thì tôi cũng đã nhận thấy sự xuất hiện của bác sĩ ông Nguyễn Văn Dưỡng, cũng là chuyên vật lý trị liệu và massage thể thao, được hiệu Dr. Nguyễn. Dr. Dương Nguyễn đã thay đồ và sẵn sàng vào sân thi đấu. Đây cũng là một hình ảnh rất đặc biệt. Khá nguy hiểm và đó là một tình huống mà lại một lần nữa Las đã gây lên bất ngờ. Như vậy là Trịnh Văn Thái đã có 3 bàn trong trận này. Bây giờ thì họ đã chơi với sơ đồ 4-3-2, sử dụng đến 2 cầu thủ ở trên hàng công. Tiếp tục là một cú dứt điểm từ rất xa của Trịnh Văn Thái. Las vẫn đang thực hiện những đường truyền qua lại và họ đang tiếp tục kéo dặn hệ thống đội hình của các cầu thủ trong Man City. Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ áo cam chơi bóng kỹ lưỡng và kiểm soát bóng hoàn toàn trước các cầu thủ áo xanh. Và tình huống vừa rồi cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng trong anh Hospital Palace. Kim Messi, sinh năm 1988, nhân viên kỹ thuật công ty Lê Bảo Minh, từng ăn tập chuyên nghiệp Lò Tiền Giang. Phan Thanh Sĩ, sinh năm 1977, chủ sân bóng K34, mũ dây chằng được gần 1 năm. Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, sinh năm 1992, giáo viên tiếng Anh cho một trường quốc tế. Thủ môn Khương Lewis, mũ dây chằng nhân tạo được hơn 1 năm. Phan Văn Vũ, sinh năm 1997, quê tại Đắk Lắk, gốc Quảng Nam, hiện tại đang là nhân viên của ngân hàng Nam Á Bank. Trịnh Văn Thái, sinh năm 1995, trưởng thành từ lò đào tạo UFC tại Sài Gòn, mũ dây chằng nhân tạo được hơn 1 năm. Lý Diệu Minh, 1986, mũ dây chằng nhân tạo được 6 tháng. Cú Coutinho, một người em hình quen trong hội fan club Liverpool. Nguyễn Phương Ly, 1991, sinh ra tại sông Cầu Phú Yên, đã trung vệ hơi bị xịn nha anh em. Nguyễn Văn Dưỡng, 1991, sinh ra tại Quảng Ngãi, chuyên gia phục hồi chấn thương thể thao. Sau đây là những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu rất bùng nổ và lúc này Las đang là đội tạm thời dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Đó là pha chạm bóng đầu tiên của bác sĩ Dưỡng. Ở trong hiệp đấu thứ hai thì Las vẫn đang tiếp tục là đội kiểm soát bóng và chơi với một đường chân cao. Đường truyền của Văn Thái rất chính xác, nhưng quá tiếc là cầu thủ tầm mà Spido đang lên bóng rất hợp lý. Trong hiệp 1 thì thủ môn chính là Khương Lewis. Sang hiệp 2 thì Khoa Thầy Giáo đã vào thay thế. Hai anh em chia lửa với nhau mỗi người một hiệp. Dành cho cầu thủ mang áo số 11 đang rất chống chạy ở phía cột 2. Và Khoa Thầy Giáo đã chứng minh giá trị của mình khi liên tiếp cản phá những cú đá đến từ bệnh viện Tâm Anh. Tôi đã nhận thấy sự thay đổi trên hàng công của Tâm Anh Hospital. Chiếc áo số 11 Văn Vũ thì restyle
vẫn là thi freestyle. Rất khéo léo. Pha này mình kiếm được 30k nhưng bị mất bóng anh em ơi. Cú đá bằng chân trái khá khăn. Và đó là bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ Las. Một pha cứa lòng quá chất lượng đến từ King Messi. Thủ môn bắt bóng bằng mắt luôn. Anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh nhé. Thì restyle. Bạn thấy Bạn Văn Vũ rất hợp lý. Không bao. Đó là những pha phối hợp 1-2 tốt của bộ đôi Văn Thái và Văn Vũ. Đây là hai cầu thủ chơi cao trên hàng công của các cầu thủ Las và họ đã liên tục có những pha phối hợp tạo ra rất nhiều những khó khăn dành cho Tampan Hospital. Duy Quý, cú đá vào góc gần. Những ngày hôm nay chúng ta sẽ được thấy bác sĩ này ra sân với vai trò là một cầu thủ. Đây là một điều rất thú vị trong đội hình của Las. Nguyễn Văn Dưỡng dứt điểm ngay và đó là bàn thắng dành cho Nguyễn Văn Dưỡng. Một tình huống di chuyển và dứt điểm quá khó số 76. Khoảng cách lúc này đã lên đến 4 bàn nên đội mình đã có một số điều chỉnh về đội hình. Một số sai số sau đó đã tiếp tục diễn ra. Rất chính xác cơ hội. Và đã có bàn chúng ta kết biệt. Đó là một pha phối hợp hay. Thì restyle. Đoạn này là mình bắt đầu múa skill rồi đó. Cách biệt lớn, múa mấy tí cho có highlight nè. Miễn sao đội không thua là được, hay anh em? Tiền truyền của Phương Ly. Tiếp tục là một tình huống mà Trung Kiên định thực hiện một tình huống dứt điểm về phía cầu xa. Giống như bàn thắng mà anh đã ghi được cách đây ít phút. Lên bóng dành cho Tâm Anh Hospital. Văn Quyết. Công nhận có đứa em chất lượng thiệt. Múa skill lỗi là được Phương Ly bọc lót, cắt hết, không chờ được bạn phản công luôn. Phía Glass thì cũng đã có sự quay trở lại sân. Bình luận viên đang nhắc đến cù Coutinho đó anh em. Một trong những cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các sân phủi. Một đường chọc khe tốt dành cho Nguyễn Văn Dưỡng. Tâm Anh Hospital cũng đã có thể lấy lại được thế trận và họ đang triển khai những đợt tấn công. Văn Quyết xuất xa. Đó là cú đá tốt của Văn Quyết và anh đã tử tài thủ môn Đăng Khoa. Khoa thầy giáo quá hay, lại cho Khoa thầy giáo nha anh em. Thành Trúc. Định viên của Văn Thành. Văn Thành, Văn Thành, Văn Thành. Không để, như vậy là Văn Thành vẫn có thể đưa bóng vào lưới và tỷ số được đưa xuống còn 5-7. Vừa khen hay cái thua liền luôn trời, dã man. Và với việc các cầu thủ Tâm Anh Hospital đã có được 5 bàn thắng. Tuấn Anh, thì restyle, Trung Kiên. Mấy trận banh như vậy kiếm 30k có vẻ dễ. Vẫn là Trung Kiên. Phan Sĩ. Một đường truyền dài chính xác dành cho Trung Kiên. Kim Messi. Trung Kiên. Trung Kiên. Và thả bóng tốt. Cổ đây thôi. Nãy giờ sơ sơ kiếm được 60k rồi đó. Nhưng để lên 90k thì nó lại là câu chuyện khác. Không phải dễ. Lên bóng dành cho Tâm Anh Hospital. Nguyễn Văn Dưỡng đã chủ động cắt bóng. Phan Sĩ, Thierry Stein, Trung Kiên. Những pha phối hợp rất hay của các cầu thủ cao và đó là cú đá tốt. Điều truyền của Văn Thành. Văn Quyết. Tuấn Anh. Văn Dưỡng. Văn Dưỡng. Trung Kiên. Và phối hợp 1-2 để bóc bài.
Tuấn Anh. Tình hình chính xác, Văn Vũ vô lê, không bao. Định hướng xử lý gọn gàng của số 4 đã đánh đầu phản lưới nhà. Chí Tuệ. Tình huống phản công nhanh, Chí Tuệ. Nước học đi. Tàu Anh Hospital đang có lợi thế hơn người ở tình huống tấn công này. Được chuyện ai? Dĩ Điểu. Không à. Khoảng cách chỉ còn 2 bàn. Pha đó mà bị gỡ là tinh thần của đội bạn sẽ lên rất nhiều. May quá may anh em à. Đường truyền của Phan Sĩ. Đây là Văn Thái. Văn Vũ. Văn Vũ thực hiện một đường truyền rất tinh tế dành cho số 17 Văn Thái. Và ngoài sự may mắn, Hoa Thầy Giáo là chỗ dựa vững chắc để giúp cho các cầu thủ La FC bảo toàn tỷ số. Dứt điểm. Bỏ có cơ vào. Văn Vũ. Rất hợp lý, Tuấn Anh. Cơ hội. Không à. Đường truyền dành cho Tuấn Anh. Tuấn Anh đã quyết định đá bóng bằng ngực và đó không phải là một pha khống chế tốt. Trọng tài vừa thổi phạt lỗi đá biên của cầu thủ Tâm Anh Hospital. À quên nữa, giải này là đá biên chứ không phải ném biên nha anh em. Dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Phan Sĩ. Ngày hôm nay chưa phải là một ngày duyên của trang sức vàng áo số 77 Benlas. Và có lẽ như ở một vài vị trí của Tâm Anh Hospital, họ cũng đã có dấu hiệu xuống sức. Và đỡ bước một chưa thật sự tốt của Trịnh Văn Thái. Văn Thái. Văn Thái. Văn Vũ. Rất đồng đội. Văn Vũ hoàn toàn có thể ghi bàn để có được cú hat-trick, nhưng anh đã quyết định thực hiện một đường truyền dành cho người đồng đội của mình. Vừa rồi là bàn thắng thứ tư của Trịnh Văn Thái trong trận này, và đó là dấu chấm hết cho cầu thủ Tâm Anh Hospital. Lúc này thì ở trận đấu diễn ra sân số 2 đã kết thúc, và trận đấu của chúng ta cũng đã khép lại với chiến thắng dành cho các cầu thủ Last với một chiến thắng đậm đà 8-0. Và họ sẽ góp mặt ở trận đấu chung kết. À mà cho mình hỏi anh em cái này. Đá nãy giờ anh em có nhận ra là bên mình vừa đá vừa giữ mối không ta? Ai nhận ra thì thả vào đây cho mình comment đi nào. Quý vị khán giả đồng hành, chúng ta đang đến với trận chung kết của giải bóng đá giải trần nhân tạo mở rộng trên cúp LAS lần thứ nhất năm 2023. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng LAS và giải trần tự thân. Đối thủ trong trận chung kết được đánh giá là ngang tầm, vì nhìn lực lượng có vẻ trẻ khỏe hơn LAS FC bên mình. Vì thế cả đội ra sân với tinh thần tập trung nhất. Đội bóng dây chằng tự thân cũng đã có được một cuộc lội ngược dòng thành công ở lượt trận thi đấu đầu tiên khi họ bị dẫn trước. Ngay pha tấn công đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ áo cam đã có bàn thắng mở tỷ số từ pha xử lý đẳng cấp của Trịnh Văn Thái. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ những giây phút đầu tiên của trận chung kết. Bàn thắng được ghi ở giây thứ 30. Và anh đã kiến tạo để Trịnh Văn Thái một lần nữa lập công và có được bàn thắng thứ tư của riêng mình tại giải đấu lần này. Còn ở đây, đây là một trận đấu giữa trong đội hình của các cầu thủ dây chằng tự thân, cũng có rất nhiều những cái tên thi đấu ấn tượng tại các giải đấu thuộc hệ thống bán chuyên thành phố Hồ Chí Minh. Và có những cầu thủ cũng đã thi đấu thành công ở các giải đấu futsal. Tiếp tục là một vài dứt điểm từ xa. LAS FC tiếp tục chơi bóng phủ đầu như trận đầu tiên và hiệu quả đã đến ngay tức thì. Thì quy sai, tốc độ của số 12. Được bóng bao. Và đó là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ LAS.
Coutinho là người đã lập công. Một kiến tạo và một bàn thắng là điều quá tốt dành cho số 7 ở trong trận chung kết. So với đội hình xuất phát ở trận đấu đầu tiên thì ở trận chung kết này, Lass đã có sự điều chỉnh ở rất nhiều những vị trí. Nguy hiểm! Đó là một tình huống treo bóng thẳng vào khu vực vòng cấm. Đội dễ chàng tự thân có một số cơ hội, nhưng thủ môn Khương Lewis thi đấu rất tập trung. Không có gì khó khăn đối với Lê Quốc Khương. Phải liên tục thực hiện những đợt tấn công về phía cầu môn của Lê Quốc Khương. Và dĩ nhiên cũng không thể thiếu được sự xuất hiện của may mắn. Trước trẻ đang đấu với kinh nghiệm và với sự tự tin cũng như là sự mạnh mẽ thì các cầu thủ dễ chàng tự thân vẫn đang tạo ra những sức ép. Một cú sút rất tốt, Khương Lewis đã bó tay nhưng khung thành đã từ chối bàn thắng của cầu thủ dễ chàng tự thân. Và mặc dù bên mình đang dẫn trước với tỷ số 2-0 nhưng đây cũng chưa chắc sẽ là một trận đấu dễ dàng. Các cầu thủ áo trắng thường xuyên tung ra những cú sút xa, nhưng thủ thành sinh năm 1993 vẫn xuất sắc cản phá. Coutinho. Sau một vài tình huống bị dồn ép, các cầu thủ áo cam đáp trả bằng một pha bóng cực kỳ sắc bén. Quả người tốt, đệm bóng Angelas. Kai, Văn Vũ, dứt điểm. Không vào! Bóng vừa tìm đến cùng cho khung thành. Văn Vũ đã thực hiện một pha dứt điểm chéo góc, bóng không mạnh nhưng đi vô cùng hiểm không? May mắn đâu chỉ đứng về một phía, đúng không anh em? Nó chia đều cho cả hai bên đó nha. Ngọc Phú. Đường truyền về của Văn Bằng. Trung Kiên. Coutinho. Đó là Coutinho. Tình huống phản công bất thành và các cầu thủ dây chằng tự thân ngay lập tức tổ chức đợt phản công. Xuân Đức, vẫn là Xuân Đức. Xuân Đức đã ngã trong vòng cấm và trọng tài đã dứt khoát để tổi phạt một tình huống penalty. Tấm thẻ vàng được dành cho Team Freestyle. Ngọc Phú, chính xác. Và tỷ số được đút ngắn xuống còn 1-2. Bị gỡ một trái không làm tinh thần mình lung lay. Đó là một sự nhắc nhở để anh em đã tập trung và chắc chiêu cơ hội hơn. Đó là Trịnh Văn Đái, Phan Văn Vũ, Coutinho, dứt điểm. Đó là một tình huống trả bóng về thứ hai để cho Trung Kiên thực hiện một pha đa chân. Cơ hội lên bóng dành cho dây chằng tự thân. Đó là một tình huống sút thẳng của Văn Bằng. Và bước ngoặt của trận đấu trong hiệp 1 là tình huống này. Như vậy trọng tài đã thổi phạt lỗi của các cầu thủ dây chằng tự thân. Thế anh em, đây có phải là một tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ hay không? Và tại sao? Mình sẽ tặng một hộp Tano Atit cho anh em nào có comment hay nhất. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Đó là một tình huống ngăn cản một pha bóng tấn công triển vọng của Lass. Đây là một ngôn sút chính diện về phía khung thành. Đối thủ đang thiếu một người và cùng xem pha dàn xếp đá phạt này nha. Và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho Lass. Một tình huống dứt điểm rất chính xác và hiểm hóc. Sau pha ghi bàn của Trịnh Văn Thái thì bên mình có hợp với ban tổ chức và cho phía đội bạn được thi đấu đủ người. Và ở giải đấu lần này thì ban tổ chức sẽ áp dụng thể thức thẻ phạt theo luật Busan. Có nghĩa là chỉ cấm cầu thủ bị thẻ đỏ thi đấu trong sân. Và các cầu thủ của đội bóng phải nhận án thẻ đỏ, họ vẫn sẽ không bị mất người. Mặc dù đội dây chằng nhân tạo được thi đấu đủ người nhưng có lẽ mất đi cầu thủ quan trọng nhất. Đó là cầu thủ số 17 vừa nhận thẻ đỏ thì cũng làm cho sức mạnh của họ suy yếu trầm trọng. Xuân Nhân, Tiến Đức. Vẫn là số 23.
và lòng tự chưa được sự tốt của Thái Tuấn. Thế trận lúc này nghiêng hẳn về phía bên mình, và nếu kỹ lưỡng hơn trong những cú dứt điểm thì tỷ số hiệp 1 không dừng lại ở con số 3-1 cho thủ áo cam. Trung Kiên, đường truyền dài cước của Trung Kiên dành cho Phan Văn Vũ, vô lại ngay. Coutinho, Phan Văn Vũ, hợp lý, không bao. Đó là những đường truyền khá hay. Trịnh Văn Thái, Thanh Phong, Xuân Sa, Trung Kiên, không được. Coutinho đã không thể khống chế được đường truyền vừa rồi. Và trọng tài đã thổi còi để khép lại hiệp một cuộc đối đầu giữa Las và Nha Trang Tử Thần. Quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với hiệp 2 trận chung kết giải bóng đá Nha Trang Nhân Tạo Bạo Động Trúc Lát 2023. Và giao bóng của hiệp 2, Phan Vũ đã lựa chọn một cú sút từ giữa sân. Như vậy là với tình huống giao bóng thì Phan Vũ đã thực hiện một cú đá ngay về phía cầu môn. Trung Kiên, Phan Văn Vũ. Văn Vũ mang về cho Las một quả đá phạt góc. Vũ Lê vẫn còn dứt điểm, không bao. Một tình huống bóng tương đối lộn xộn trong khung thành của Nha Trang Tử Thần. Vẫn đang tiếp tục là sức ép đến từ cái đội áo cam. Và đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ Las. Một pha phối hợp hay, và Coutinho là người đã có mặt ở vị trí cột 2 để ghi bàn thắng thứ 4 dành cho Las. Thanh Phong, còn là Tiến Đức, Sousa. Đến một lần nữa thì Đăng Khoa đã trổ tài. Bị dẫn trước với khoảng cách khá xa, đội bạn buộc phải dâng cao để dồn ép. Và đây cũng là thời cơ cho đội mình có thêm bàn thắng. Phạm Văn Vũ, Phạm Văn Vũ và Coutinho đang tham gia tình huống tấn công này. Văn Vũ đưa truyền cho Coutinho để ghi được cú hat-trick. Đó là điều đương nhiên. Có lẽ đã có vấn đề về mặt thế lực của các cầu thủ dây chằng tự thân. Lúc này thì anh em dây chằng tự thân đã vỡ trận rồi. Những diễn biến sau đó không còn mang tính chất kịch tính nữa. Văn Vũ, Trung Kiên, Phạm Đăng Sĩ vẫn không có bàn thắng dành cho số 77. Nhân quyền của Phương Ly, Trung Kiên đỡ bóng quá đẹp, và đó là siêu bóng dành cho Trung Kiên. Một cách chơi bóng như những cầu thủ Nam Mỹ. Một vài dứt điểm ở góc cơ. Tiến Đức, quả người thành công. Tiến Đức, Tiến Đức ơi, không được. Văn Dưỡng và Hùng Trung cũng đã từng cộng tác với nhau trong một đội bóng. Khi lúc đó Hùng Trung là huấn luyện viên và Văn Dưỡng là chuyên gia chăm sóc y tế dành cho các cầu thủ. Phản công nhanh dành cho Nha Trang Tử Thần. Văn Bằng, Hoàng Châu vẫn không thể đánh bại được Đăng Khoa. Cả hai thủ môn của đội bóng Las ngày hôm nay đều chơi quá tốt. Trung Kiên, cơ hội dành cho số 17. Rất bình tĩnh. Anh Sĩ ơi, là anh Sĩ. Hôm nay anh Sĩ muốn ghi bàn nhưng có lẽ là sân H2 Tân Sơn chưa chuyên. Anh em hãy để tình huống vừa rồi của anh Sĩ trôi nhanh đi, vì sau đây sẽ là một pha bóng chất lượng đến từ mình nè. Sau khi chuyền bóng cho Kim Messi thì mình bứt tốc thật nhanh vào khoảng trống ở hành lang cánh phải. Trịnh Văn Thái quan sát rất nhanh và đưa ra một đường chuyền một chạm đến chân của mình. Cú sút cực mạnh sau đó, thủ môn bó tay và mình đã có bàn thắng riêng trong giải đấu lần này.
thi freestyle. Sau bao nỗ lực cuối cùng anh cũng đã có được bài. Nếu như mà ngày hôm nay anh thi freestyle có gắn cam ở trên người thì với góc nhìn vừa rồi chắc chắn cũng sẽ là một quả đá rất đẹp. Tình huống này rất có thể sẽ xuất hiện trên highlight trên TikTok của thi freestyle. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Tiến Đức, Tiến Đức vẫn đang hoạt động rất năng nổ. Phương Ly, Văn Dưỡng. Vâng, anh Dưỡng cũng đã bắt tay với anh Phan Anh Sĩ. Hai anh em đã đứng kế nhau ở ngoài đường biết. Diệu Minh, được cắt bóng tốt của số 19 Thái Tuấn. Điều kiện hay của Thái Tuấn, cơ hội dành cho gia chàng Tự Thân. Căng ngang. Không hẳn là đội gia chàng Tự Thân không có cơ hội, nhưng rõ ràng là hai thủ môn của đội mình hôm nay quá hay. Và như vậy là các đội gia chàng Tự Thân cũng đã có được bàn rút ngắn cách biệt với một cú đá từ xa rất đẹp mắt. Ủa kỳ vậy, cứ mỗi lần khen là thua thằng trái là sao ta? Team freestyle Trung Kiên, tình huống làm tường không thành công. Tiến Đức, cơ hội phản công dành cho gia chàng Tự Thân. Không vào. Đó là một tình huống mà Tiến Đức đã đánh lừa được thủ vệ bên phía Las, nhưng anh đã không để chiến thắng được sang ngang. Văn Dưỡng, vẫn là Văn Dưỡng. Và sau bao nỗ lực cuối cùng thì số 77 Phan Anh Sĩ cũng đã có được bàn. Trận này thì không có sai lầm nào nữa. Và như vậy là trận chung kết giải bóng đá gia chàng nhân tạo mở rộng SEA Cup LAS 2023 đã kết thúc với chiến thắng dành cho LAS. Và đội bóng Máu Cam đã lên ngôi vô địch lần đầu tiên. Và các cầu thủ gia chàng Tự Thân cũng đã có một trận đấu đầy nỗ lực. Hay quá Thái ơi, trời quá dữ luôn, quá tuyệt vời, vô phá lưới, quá trời sản phẩm luôn. Tặng gì vậy em? Tendo Artist. Ok. Dạ. Chưa khui đúng không? Thôi lát nữa ra khui. Ok, chúc mừng Thái nha. Để dừng tập cuối chương trình. Bản danh vị và chiếc cúp vô địch của giải đấu. Hay quá em ơi. Huy chương quá đẹp. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ok. Ok. Ok sĩ ơi. Tuyệt vời. Yeah. Đập tay luôn. Yeah. Yeah. Có chữ ký luôn, có chữ ký. Ok ba. Ok. Rồi. Ok Dưỡng. Ok anh. Okay. Yeah. Có cúp chung với anh em lâu rồi mới có cúp chung á. Chào anh Dũng. Dây chân nhân tàu mở rộng LAS 2023. Rồi ai nâng cúp nè. Rồi 1 2 3 nâng được luôn. Cùng hợp ha. Rồi. Xin được cảm ơn. 2 3. Rồi tấn kiên rồi, kiên. Bóng các cầu thủ viên. Một cái đường quý vị. 2 3. Tên sĩ nè. Lần nữa xin được mời. Một. Để anh em sẽ. Đây em cầm nha, Số 219 Tân Sơn để tham dự.
xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Ok. Nè, ai muốn nâng nữa không? Rồi. Cấp ai giữ đi, gọn này mình giữ. Phong bì trị giá 8 triệu đồng. Hợp lý không? Cái này mới giá trị à. Cái kia giá trị tinh thần, cái này là giá trị vật chất nè. Nói chứ, lát ra quán chia đều cho anh em. Ok, em thấy hay thì nhớ like, ký kênh, đăng ký clip 100 thời gian sắp tới. Mình làm phẩm tiếp, chào các bạn. À quên, còn tiền nữa.